Rồi em chào anh em nha. Video này em lên cho anh em thêm một con máy full 1. Máy này em sẽ quay lên từ đây tới chiều không bán được em sẽ gã. Full 1 là đúng đời 99 luôn. Full 1 đời 99 co xăng 99 luôn. Đó. Full 1 máy này máy cọp luôn nha anh em, máy 99 lốc 3 lốc không nổ luôn nè. Đó. Cái máy này từ đây tới chiều không anh em nào chốt em sẽ gã. Nồi trong này em kiểm tra, nồi trong này em bung nắp nhớt em kiểm, em có giật cái ti thâm nhớt em coi rồi, nồi GN8, nồi trước là nồi 3 chữ KFL chữ lớn, lửa đóng đá 99 luôn á. Nè. Đó, phụ kiện kèm theo nè, giò đập máy nè. Giò đập máy này theo xe nha anh em nè, mã 110 luôn nè, 4K giò đập máy cọp luôn nè. Đó, bóng hới nha. Bình xăng con nè. Bình xăng con phu 1 nè, nước da cực đẹp nha anh em. Rồi đi vô đi con. Đó. Đấy, cho anh em coi trái ga nè. Nói chung là trái ga không một tì vết, không một đốm lém nha anh em nha. Cái này là máy khác nha, máy tối em bán rồi. Máy tối em đang gói hàng cho anh em là trái ga không một đốm lém luôn. Đó. Không có boe nha, máy này cái phụ kiện của nó ác gì đó, nó không có boe. Đó. Mô bin sườn theo xe nè, ba cái cúc treo máy 7 màu nè. À, giò đập máy với cần số nè. Rồi. Báo giá với anh em trước luôn, máy này bán 15 triệu, đúng 15 triệu bán không ship code, mua chuyển khoản đủ nha anh em. Đó. Không anh em nào chốt chiều nay em gã luôn. Máy này em hứa cho anh em luôn, nếu mà giật cái đầu lòng này ra không cọp đá cái đầu của em. Trên xe là hơi căng đét luôn nha. Không một tiếng động luôn nha anh em. Không tiếng kêu chân kích luôn, phu 1 chuẩn đời 99 luôn. Đó, đầu nồi nguyên zin, bao anh em thầy thợ test nha. Đó. Máy giá trị cao rồi, phải anh em phải ai đụng anh em biết chơi mới chơi được, còn phủ đề zin theo xe nè. Chưa rửa luôn nè. Rồi đi vô đi, ba quay clip. À, cái lốc sườn zin nó căng đét luôn nha anh em. Đó, cái máy này anh em nào máu thì alo em, lốc nồi chỉ đây chạy nhàn miếng thôi, còn lại căng đét luôn. Nắp chụp nồi này theo xe luôn nè, nồi chưa chỉnh luôn nha anh em. Đó, cốt tải này nó đẹp 92-95%, cốt tải đẹp 95% nha. Đó, máy này đúng 15 triệu em bán, đầu nồi nguyên zin, bao anh em đầu nồi nguyên zin. Đó, bao im không giọng không hú, đầu ET4 nha anh em, máy Thái nha. Đó, phu 1 đời 99, phụ kiện kèm theo những gì em nói nãy giờ đó, không có IC gì hết á. Đó, đăng từ đây tới chiều không anh em nào chốt là em trẻ món liền, khỏi suy nghĩ. Cái máy này em nói thiệt với anh em luôn, em trẻ ra chắc cú cho anh em bán trên 15 triệu. Đó. Cái máy này nồi mà trẻ ra nồi cọp là tính dán từ giá 6-7 triệu, nhưng mà nồi chắc chắn là đi nhớt rất đẹp rồi, em coi rồi dằn hực à. Đó, anh em nào mến thì alo, đúng 15 triệu. Rồi chào anh em.